Vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tết Âm Thanh. Hôm nay em về được một cái lô loa BMB của model là 880C. Nếu như bác nào mà để ý kênh của em thì có lẽ cả một năm nay rồi em không làm BMB. Thì hôm nay em mới nhập được một lô, nó số lượng nó có hơn 10 cặp thôi. Thì nguyên nhân chủ yếu là không tìm được hàng đẹp để nhập. Thì hôm nay em về được một lô phải nói là cực kỳ đẹp mà hàng cực kỳ chất. Trước khi đi vào giới thiệu cái lô sản phẩm này cho tất cả các bác thì phải nói rằng đây là một cái lô hàng cực đẹp, zin đẹp và giá cực tốt luôn. Đấy. Cuối năm các bác không mua được chỗ nào mà giá BMB 880C này rẻ bằng chỗ em. Trước khi giới thiệu về xịn hay không, em sẽ nói trước cho các bác biết rằng đây là em bán với giá chỉ có 8 triệu đồng một đôi nha các bác nhé. Các bác đi tham khảo khắp cả chợ ở Việt Nam này không có chỗ nào bán 8 triệu một đôi, chỉ có em, chỗ em bán 8 triệu một đôi và tất nhiên là em sẽ không bao ship cho tất cả các bác. Phải có cọc em mới chuyển hàng. Và hàng thì sẽ zin và xịn toàn bộ. Đây, các bác xem toàn bộ hàng nhá, em về này, em chưa vệ sinh nhá. Không phải là các bác về hàng em vệ sinh nhá. Đây, đang còn đang trên mặt trên đang có bụi này. Đây, đang trên đang bụi này các bác thấy không? Nhưng không có cái nào bị xước mép vả các bác, thấy toàn bộ lô hàng em đã đi quay xa đây các bác thấy. Đây. Các bác thấy không? Không có một cái lò nào chất dây xấu gì hết. Đây, phía sau. Phía sau toàn bộ là tem đỏ hết. Hàng xịn. Đấy. Cực đẹp luôn. Đây các bác thấy không? Không có cái nào mà phải chất vã hay tút hay gì hết. Tất tần tụt em chưa bao giờ mà em nhập một lô hàng mà vận chuyển về đến đây mà nó còn đẹp như thế này. Đây, cho nên mà các bác thấy không? Hàng quá đẹp luôn. Đẹp và zin. Đấy. Từ cái tem. Tem là tem zin của nó các bác nhá. Tem zin của BMW nhá, không phải là tem đấy. Tem phía trước zin. Như cái này là do vận chuyển nó chảy xước đi một tí, cái này thì không tránh được, tùy tàu cá. Cái này các bác không ấy được. Và em cũng nói trước là em bán 8 triệu và em sẽ bao hàng đẹp như thế này. Chứ còn nhiều bác này rất chi là đòi là bảo em lựa cho cái tem này, ai cũng bắt em lựa cả thì em sẽ không lựa được cái tem này đâu. Em sẽ lấy ngang, em không có ưu tiên ai cả, tại vì là hàng này em sẽ bán giá cực rẻ. Cái tem này thì không, nó có chảy xước này các bác phải thông cảm cho em. Quan trọng là cái thùng này, nó phải zin đẹp như thế này. Còn cái chữ này nó hàng bãi nó chảy một tí không vấn đề gì các bác nhé. Cho nên mà các bác nếu như xin lỗi bác nào mà có yêu cầu em chọn những cái tem đẹp thì em không chọn, em sẽ bốc ngang, em nói thẳng thế, vì là sẽ có người trước được người sau được. Các bác cái đó các bác không thể lấy cái đẹp thì còn cái xấu em lại bán cho người khác mất công như thế. Em nói trước quan điểm rõ ràng bán hàng như thế, hợp ý bác nào thì bác mua của em, chứ còn em không phải là cứ ai em cũng báo đẹp cả. Đấy, cho nên hàng này em sẽ bốc ngang. Và đây các bác cứ xem từng con một đi nhá, em không cần phải chọn hàng này, không cần phải chọn các bác nhá. Đây là như cái chỗ này các bác biết không, đây là sơn nước, sơn nước họ dính vào cái này để lấy xăng tẩy đi phát hết luôn, cái này không phải quan tâm nhé. Đấy, sơn nước. Đây, những cái vết như thế này là do sơn nước. Đấy, sơn nước họ quyết trần hoặc là bị vây vào đây như chỗ này này. Đây sơn nước cả đi được hết để lấy xăng. Còn quan tổng thể lô hàng là sẽ khi các bác nhận được hàng thì các bác có quyền kêu thầy thợ tất tần tụt, thầy thợ ở đâu cũng được, nhưng mà phải thầy xịn, em bao thử thầy xịn, chứ đừng có kêu những cái ông mà cả đời chưa biết dùng BMB đến kiểm tra hàng này thì em không thích. Còn nếu như hàng Nam Tết bán ra cho các bác mà nếu như bác nào mà chứng minh được hàng nhái, em hoàn cho các bác 5 lần tiền các bác bỏ tiền em mua nhá, em cam kết như thế. Đấy. Nếu như mà BMB này mà bán cho các bác mà hàng nhái, hàng không phải hàng xịn, hoàn 5 lần tiền. Đấy. Còn đây, còn phía sau đây, giới thiệu tem luôn phía sau. BMB Made in China nhá các bác nhá. Cái ông nào bác nào mà đi mua BMB Made in Japan thì chỗ em không bán. Xin lỗi, em chỉ bán BMB Made in China thôi, nhưng mà em cam kết rằng hàng của em là hàng xịn. Đúng BMB xịn của Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc, không phải hàng nhái. Còn bác nào đi mua cứ đúng Japan mà các bác mua thì các bác chịu khó đi mua chỗ khác, em không bán hàng Made in Japan. Trước khi vào giới thiệu chi tiết phần nội thất của con loa này thì em xin nói qua về cái dòng BMB này để cho các bác nào không biết thì các bác biết, tránh trường hợp đi mua phải những con thịt lừa. Thì các bác biết rằng là BMB là một cái xưa nay
các bác biết rằng là BOB là một cái công ty của Nhật quá nổi tiếng đối với dòng loa karaoke. Đã từng một thời gian dài những cái năm thập niên 90 đầu thế kỷ 20 hoặc là thì nhiều bác biết là nói đến loa thì hầu như nói đến BMB. Chính vì BMB nó hay và nó phổ biến thì nó mới sinh ra nhiều hàng nhái, ở đâu cũng thấy hàng nhái ở BMB. Thì nhưng các bác phải biết rằng lịch sử của nó rằng là từ năm 1997 thì BMB đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất loa karaoke sang bên nhà máy tại Trung Quốc, cũng giống như thế là Apple hoặc là Samsung chuyển nhà máy từ Mỹ sang bên Trung Quốc sản xuất. Thì BMB đã chuyển toàn bộ những cái dòng loa dây chuyền sang sản xuất tại bên Trung Quốc, cho nên từ những cái model các bác mua loa sản xuất sau năm 1997 sẽ là made in China mới là xịn, còn nếu như made in Japan là không là xịn, đó là cái điều chắc chắn. Còn nếu như những cái model như là những cái model hàng đời mới hiện nay mà cứ made in Japan, em khỏi cần phải xem, em nhìn thấy cái tem loa là em biết là made in Japan, là em nói là đó là em không chơi hàng đó. Còn về những cái dòng model nào thì có còn made in Japan thì các bác phổ biến hiện nay là dòng BMB 450 MK2, cái dòng đời cổ ấy, thì còn là made in Japan hoặc là BMB 252. Mấy dòng đó thì là phải made in Japan mới là xịn vì cái dòng nó sản xuất trước năm 1997. Còn sau 1997 như BMB 455, 255, 4850, 450C, 850, 1000, 2000 tất tần tụt phải là made in China mới là xịn các bác nhé. Còn made in China nó cũng có hai loại, một loại hàng nhái và loại hàng xịn, thì cái đó em sẽ hướng dẫn cho các bác chúng ta cách phân biệt nó sau. Còn những cái mà made in nào thì em chưa nói đến, nhưng mà phải là made in China thì sau này nó mới là xịn đấy. Còn những cái dòng loa của sau này sản xuất tại Trung Quốc, BB Trung Quốc, thì các bác để ý rằng nó sẽ có hai đời tem. Đời tem một là cái dòng đời tem này, cái tem này nó không thì cái hầu như là nó chung này, nó sẽ tem này có đời có đời không, đời có một đời có đời, có cái tem vàng nằm ngay góc đây. Cái tem vàng mà chúng ta cạo ra được, chúng ta tra cái mã số được, thì đó là cái dòng, đó là dòng đời trước. Sau này thì nói BMB chuyển sang dòng tem bạc này, và hiện nay là cái thằng Minh Tuấn nó nhập về, nó cũng là dòng tem này, tem cứu như thế này. Nhưng còn cái màu tem á thì nó không quan trọng nó là màu gì cả, tại vì là nó tùy theo từng lô nó sẽ có những cái màu nó khác nhau. Nhưng mà cái kiểu tem như thế này là sau này, kiểu tem như là sau này, thì cái kiểu tem này thì chúng ta không tra trên hệ thống được, vì nguyên nhân rằng là cái tem này là tem kích hoạt bảo hành. Nó chỉ có trên hệ thống khi chúng ta kích hoạt bảo hành. Ví dụ như là chúng ta mua về, các bác mua TV về mà các bác nó có kèm một cái phiếu mà kích hoạt bảo hành đó, là chúng ta phải điền thông tin vào đó, chúng ta gửi lại nhà sản xuất, họ mới nhập cái thông tin nó vào trong hệ thống thì mới có cái thông tin bảo hành thì chúng ta mới tra được. Thì nhưng mà bên này thì đa số giống như là họ không có điền thông tin nên chúng ta sẽ tra những cái thông tin nó sẽ không ra. Nhưng mà cái điều mà chắc chắn là các bác yên tâm là về chất lượng sản phẩm nó sẽ đảm bảo cho tất cả các bác. Cũng chia sẻ rằng tại sao mà người ta không gửi cái phiếu bảo hành quay lại hàng, tại vì nói thật với các bác là đây là hàng, đây là hàng bọn em mua thanh lý ở nơi cái bar, nơi các cái quán ra, họ mua về có khi là vài trăm đôi để họ lắp cả một cái khu. Ở bên đó họ không làm những cái phòng hát như kiểu như Việt Nam này, một quán hát nó chỉ tầm 4-5 phòng, nó không, bên đó nó tầm tối thiểu nó phải tầm 20 phòng hát, mà làm loa này nó có khi đến cả 100 đôi, họ không có cào cả 100 đôi, họ đâu quan trọng là chiều lên hát là ok. Ở Việt Nam mình làm 4 phòng, mình nhập về mình cũng không cần đăng ký đâu, các bác nên hiểu là nên, cho nên mà các bác tra những cái thông tin này thường thường là không có, vì nó thật là họ cũng không có đăng ký bảo hành đưa lên hãng đâu. Nhưng mà ở Việt Nam mình, ví dụ như mình mua một đôi về thì mình sẽ điền là mình gửi lại hãng thì có thể ok. Còn sau này thì nó tiện hơn cái là nó có bảo hành điện tử, thì nhắn tin trên điện thoại thì nó cũng kích hoạt được, nhưng mà đó là cái chuyện của sau này. Còn cái đời trước nó này chưa có. Còn về BMB thì dòng này là dòng 880C. Chia sẻ các bác rằng là trong các cái dòng loa nằm tép giấy của BMB, dòng này là hay nhất, dòng này là số 1 châu bò nhất và tiếng hay nhất, xong đến dòng 450C các bác nhé, 450C
Đấy, dòng này cao hơn cả dòng 450C. Dòng này là người em song sinh của thằng BMW 2000 các bác nhá. Các bác phải ghét thế này, thằng 450C nó sẽ song sinh với thằng 900C, à thằng 88C, 880C như thằng này nó sẽ song sinh với lại em với lại thằng 2000, và thằng 850C nó sẽ anh em với thằng 1000. Mà thằng này là cái thằng là cao cấp nhất của thằng BMW. Thứ nhất là về tiếng cực kỳ hay, và thứ hai công suất thì thôi rồi, công suất con này trâu lắm. Con này là bass 25 nhưng công suất của BMW tối đa nó là 1000W này, các bác nhìn lại sao các bác sẽ thấy nó là công suất 1000W liền. Đấy. À, nếu như các bác để ý rằng là công suất tối đa của thằng công suất tối đa của thằng loa 850C cũng giống, nếu như các bác nhìn mà không nhìn từ, các bác sẽ nhìn bề ngoài sẽ nhìn đây là giống 850C. 850C nó cũng là bass 25 nhưng mà công suất tối đa của nó có na chó thôi, Yoko nó sẽ bé hơn, từ nó sẽ bé hơn. Và tiếp theo nữa là đi về nội thất của nó. Nội thất của nó thì đây, đây em tháo sẵn này. Đấy, đây cái từ của nó, wow, quá khủng luôn các bác. Đây là từ đặc trưng của dòng 880C. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn cái dòng phần bát loa này. Bát loa chữ BMB xịn, các bác phải nhìn, thứ nhất là cái phần kim loại đây này, nó phải là anh tím, nó không gì xét. Đấy, hàng nó phải đẹp như thế này, nó mịn nhưng mà nó sắc nét. Đấy, nó có gọi là giống như thế là bảy màu titan ấy, nó hơi và ánh tím. Đấy. Và đặc biệt hàng nhái hay không, các bác cứ phải nhìn vào trong cái từ của 500 của dòng BMB. 500 của BMB không được đen, cũng không đen, nó phải sáng và nó bóng, hơi bóng gương, chúng ta nhìn nó hơi nhìn nó rất chi là bóng. Nếu như mà đen thì đen xịn là không phải các bác nhá. Đây, đen như đen xịn là không phải. Đây, ví dụ như đây, em sẽ lấy một cái bát thường này cho các bác. Đây. Chúng ta nhìn đây, hai cái 500 này. Cái 500 này trên này nó đen là nó đen sần, đen xịn, đen đấy. Đấy, các bác thấy không? Đen đấy, nhưng cái dữ này nó đen, nó khác, đen bóng này. Hàng xịn. Nếu như mà kinh nghiệm chúng ta nhìn loa BMW thì các bác sẽ nhìn về 500. À, 500 thì nó là hàng xịn hay không, là nó sẽ nhìn vào cái cũ 500 này. Thứ nhất hàng xịn, các bác nhìn nó sẽ rất chi là ít mẻ góc này, mặc dù nó cắt vuông góc, nó không có bo góc nhưng mà nó cũng ít, không bị mẻ như hàng đẽo đụng là mẻ. Thứ hai, 500 nó sẽ bóng gương, bóng sáng, nhưng không phải là bóng đen, đen xì không bóng nữa. Và một cái đặc điểm nữa, các bác phải nhìn cái chữ BMB nó in trên tem này. Đây, nó tất cả BMB nó phải cắt góc đây nhá. Đây các bác, đây này, cái chữ BMB này đấy. Nó cắt cái này thì cái tem này nó phải cắt như thế. Nếu như các bác nhìn thấy những cái chữ BMB nào, bất kỳ chữ BMB nào mà nó không có cái gắt ra đây, các bác khỏi cần phải nhìn chỗ khác, biết đây là hàng nhái, tại vì hàng xịn nó phải cắt như thế này. Đấy, từ cái tép nhá, từ cái tép, cái điều dễ nhất là các bác cứ nhìn mà thấy nó không có khuyết cái góc chỗ này, không có khuyết góc này thì các bác bỏ đi, khỏi phải quan tâm chỗ khác là hàng nhái. Em chỉ cần nhìn thấy là em phán luôn, vì là hàng xịn của nó phải cắt như thế này, cái chữ nó phải cắt chứ không bố dưng này bảo là do là cái lần này nó dập nó không có cắt, cái đó là không phải. Đấy, còn về cổ loa của BMB thì rồi, thôi rồi, kêu cổ loa thì đặc trưng là kêu màu xanh nhãn. Đây để em coi nha, đây không có thể lẫn đi đâu được. Đây đấy, màu kêu cổ màu xanh nhãn đặc trưng. Đấy, con này khá là to, con này con số 3, nên con này nó hơi bị trâu. Đấy, con đặc trưng của BMW. Đây, còn đây dâu loa xịn, nó thế này. Dâu loa thì nó có nhiều đời, cái này thì nó không rất chi là khó nói. Nếu như bác nào để ý là nó sẽ có một đời như đời như thế này, nó nổi như thế này, và một đời bác để ý ra là nó sẽ là có cái keo to hơn, nó đậm hơn, nó đè lên cái này. Nhưng mà cái trường hợp đấy thì nó có tùy theo đời, nhưng mà nó đều là hàng xịn. Các bác phải nhìn được cái không thể nhìn được cái dâu loa như thế này. Dâu loa nó có mấy đời, nếu như mà các bác để ý rằng là giống như cái kiểu đời 450C ấy, nó sẽ đây là dâu thắt. Dâu thắt nó sẽ xoắn ở đây, người ta gọi là kiểu dâu thắt, còn kiểu này là dâu thẳng. Nó có hai mấy kiểu đời dâu loa. Cái trường hợp đó thì tùy theo từng đợt hàng, chứ không phải là ấy. Giống như là, nhưng mà gân loa thì đặc trưng của BMB nó sẽ như thế này. Gân này toàn bộ các bác thấy không? Gân bãi, hàng bãi thì gân zin, không có một cái vết dạng nhé. Đây, gân zin.
Tất nhiên rằng hàng này em chả không còn phải thay gân cho các bác, vì là gân không có dạt, đấy đang còn dẻo hết. Các bác về các bác xài, khi nào mà các bác thấy chán mà cảm thấy gân nó kém thì các bác tự thay, khoảng 100 ngàn một cặp. Nếu mà các bác thay gân đấy, đang còn đẹp thì chúng ta để chi rồi. Đấy, gân đẹp. Còn về tép loa, tép loa đây, tép loa đây là tép loa của thằng 880C. Nó nhìn khá là giống với thằng tép của thằng loa chúng ta nhìn thấy là thằng 455E, nhưng mà tép này xịn hơn nhiều, hay hơn nhiều. Nếu như mà tép của thằng 850C nó sẽ khác, nó sẽ là 2 tầng 500, nhưng mà tép của thằng 850C nó sẽ là 1 tầng 500 thôi nhé. Tép này 1 tầng. Thì các bác nhìn đây, nhìn từ cái tép cho nó có cắt chóc này. Đấy. Đấy, đây nó đều có cắt chóc nhá. Đấy, nó phải có cắt một tí đây. Thấy không? Đấy. Không cắt là không phải xịn đấy. Các bác cứ nhìn thấy các cái chữ mà nó dập thì nó. Đấy, tép xịn của nó, em chỉ tháo một cái thôi, em xào coi đây. Đấy, bốn cái thì nó giống nhau cả mà. Còn về phân tần. Phân tần của BMW. Đây. Từ từ để lên nét cái này đấy. Đây là phân tần. Phân tần của thằng này thì nó cũng giống như các cái dòng loa của BMW, thì phân tần của dòng loa nam này thì nó không có hầm hố giống như dòng loa full, thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà đây là cái bí kíp riêng của hãng BMW, thì nó phân tần của nó thì nó đặc, nó đây là xịn, nó là như thế này. Chứ còn về nói bảo là nó hầm hố thì em không dám nói nó hầm hố, nhưng mà nó đúng hàng phân tần xịn của nó là như thế này, nó đơn giản nhưng mà hiệu quả. Còn bông diom xịn đây của BMW là phải là bông thế này. Bông nằm ở trong lưới đấy, khá là đẹp. Thùng dày này các bác thấy không, thùng là thùng ván này, ván 4 phân đấy, 3 phân chứ không phải ván 2 phân như bình thường nhé. Đấy, này các bác thấy không, ván này ván 3 phân chứ còn đây giống như ván này ván 1 phân này. Đấy, bình thường không, này nó chỉ võng một nửa thôi, võng một nửa. Lần này thùng này rất dày. Và đây e căng xịn của nó thì các bác thấy rằng là đấy, cái căng xịn nhìn thì rất chi là chắc chắn. Từ cái tem, cái tem của nó đấy, từ cái máu của nó, đây nó đều đằng trong là đều phủ keo hết, đây chúng ta thấy nó phủ keo rất chắc chắn từ cái keo đấy, đấy thấy. Và phía dưới nó đều có lớp mà mút đây để nó giúp giữ nó chắc hơn đấy, lớp mà mút đấy. Từ cái hai cái căng của hai bên, hai cái căng hai bên này, đấy, nó phía đây, cái phần chỗ lỗ thông hơi nó sẽ có một cái lớp mút để nó áp vào đây để nó kín, đấy. Nó áp vào đây để nó kín, nó không nó bị thoát hơi ra ngoài, đấy, nó rất chi là chắc chắn. Từ cái phần y căng, cái phần đây đều có keo, đấy, có thấy keo, mà nó rất chi là chắc chắn, nhìn nó xịn, cầm lên nó xịn. Cái màu của thằng 880C này nó sẽ sống hơn của thằng 850C các bác nhé. Nếu các bác nhìn đây, nhìn nó sẽ đậm hơn, đậm đen hơn một tí. Còn thằng 850C thì màu nó sẽ xám hơn một tí nhé. Đây các bác ạ. Thì trước khi kết thúc video thì em cũng xin nhắc lại giá bán của con này là 8 triệu đồng các bác nhé. 8 triệu đồng chưa bao gồm bao xe, không bao trước các bác nhé. Hàng này thì khuyến khích các bác nhận bằng phương thức xe khách, em không khuyến khích các bác nhận bưu điện, tại vì hàng rất đẹp, gửi bưu điện không may nó móc méo thì anh em rất khó nói chuyện với nhau. Khi đó thực sự là mặc dù em đóng rất kỹ nhưng mà bên bưu điện em không tin tưởng, cả bên Viettel và bưu điện, cho nên mà em khuyến khích các bác chúng ta nhận bằng phương thức xe khách cho dùng em nhé. Và hàng này là hàng bắt buộc phải cọc em mới chuyển hàng nhé. Và xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin hẹn gặp lại.